Happy Town 4 với nhiều lợi thế đầu tư lẫn an cư, kỳ án ngữ trên trục đại lộ Đông Tây, được quy hoạch rộng lên đến 32 mét với 8 làn xe lưu thông. Đây cũng là trục chính kết nối thị xã Trân Thành với thành phố Đồng Xoài, là tuyến trung chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp tại Trân Thành đi đến các cảng biển, cảng hàng không tại Đồng Nai. Ngoài sở hữu nhiều tiềm năng đầu tư, Happy Town 4 còn là nơi thích hợp kinh doanh đa dịch vụ vì nằm cách khu công nghiệp công nghệ cao Tân Quang chừng vài trăm mét, nơi có hàng vạn công nhân, kỹ sư, chuyên gia làm việc mỗi ngày sẽ tạo ra thu nhập đáng kể cho gia đình bạn. Happy Town 4 với giá bán chỉ hơn 2 triệu đồng một mét vuông, mức giá quá hợp lý cho một sản phẩm đẹp, tiềm năng. Vậy còn chần chờ chi nữa, hãy nhấc máy lên liên lạc ngay với chuyên viên tư vấn chúng tôi để nhanh chóng sở hữu những sản phẩm đầy tiềm năng kinh doanh đắt lộc này. Happy Town 4, hạnh phúc an cư, đầu tư sinh lời.